Xin chào tất cả và mọi người. Ngày bữa nay tàu mình chạy vào kẹp chiếc lưới bão mọi người. Chiếc lưới bão thì gửi cá về, đánh được mấy lát đấy. Gửi cá tàu mình chạy về quê. Tàu mình thì mãi đánh một lát nữa chạy về quê. Nên chiếc này gửi cá về. Và mình đánh ở khu vực này cách chừng hơn 1 tầm 20 hải lý, gần 1 tầm 30 hải lý mọi người. Chuyển cả lực ngoài với thuộc lá quá không? Tàu bên kia tớ quá. Cà riêu mọi người.
cà diêu rồi. Cà diêu rồi tầm mấy nghìn đồng một ký à mọi người. Một khải hơn một triệu. Hơn một triệu đâu một khải à. Cá.
lấy nước rồi phải lặn lấy từng giọt nước. Đấy là chúng tôi mới chọn chút ra được cái bánh này về. Đi biển hiếm nhất là nước. Rồi, cho đúng nước ở đấy cũng được thử. Chưa lỗ ăn mà lợi ơn. Rồi. Bằng từng chút lược ngọt mọi người. Léo là lấy tí được gì? Đi biển rất là hiếm nước. Dùng mà lấy múc nước để lỗ ăn. Lên để lặn nước. Bao giờ mình đang đánh lưới nha. Gái chủ gì đứng đầu sáu của lưới mọi người. Bao mà. Còn anh Trương thì lấu ăn. Hôm nay tao mình có món cá kho cá cốc với cá lược. Lúc tôi lừa nãy lừa đâu ăn không người ăn cả. Đây, chú thì đầu sáu đánh lưới có vẻ nhan mà. Lưới để tự nó chạy ra mã thôi. Mọi người á.